Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba tháng trước tôi với Khiêm chính thức gặp lại nhau sau thời gian 8 năm không gặp ở một buổi tiệc của một vị khách hàng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bản thân vì quá chán ghét sự ồn ào nên cầm ly rượu đi ra khu vườn phía trước mặt để hóng gió một chút thì bất chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang giảng co. Người phụ nữ kia xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt nói với ngữ điệu không cam lòng anh, em làm sai chuyện gì thì anh cứ nói, em nhất định sẽ sửa, em không muốn rời xa anh một chút nào cả. Việc em làm sai còn cần người khác phải chỉ cho em à? Nghe thấy giọng nói này, tôi giật mình, ly rượu trên tay cũng theo độ run rẩy mà sóng ra ngoài. Tôi muốn bước lên vài bước để nhìn cho rõ người đàn ông kia là ai, nhưng còn chưa bước được thì lại nghe thấy đối phương nói tiếp. Em em không có ý đó đâu ạ à. chẳng qua là em đi vào cửa hàng đó mua quần áo mà nhân viên tỏ thái độ với em cho nên em mới cho nên em mới nói em là vợ chưa cưới của tôi để dằn mặt người khác em em cũng có bản lĩnh đấy chứ đến việc tôi có vợ chưa cưới hay không bản thân tôi còn không biết vậy mà em dám tự tin thừa nhận với người ngoài em bảo là tôi có nên khen em không em anh em biết là mình sai nhưng mà anh cũng biết là em yêu anh mà em cũng muốn được làm vợ của anh em cũng muốn được làm người phụ nữ của anh chăm sóc cho anh xây dựng một gia đình cùng với anh em em muốn có chồng vậy thì tranh thủ đi tìm người mới đi chứ nhưng em chỉ thích anh thôi anh anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không anh không hài lòng với em ở chỗ nào em hứa em sẽ sửa chỗ đó em chỉ cần anh để em được ở bên cạnh anh thôi ngữ điệu của người phụ nữ ấy run run như sắp khóc tôi nghe xong cũng cảm thấy não lòng theo thế nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng thay đổi biểu cảm một tí nào anh vẫn nhàn nhã hút một hơi thuốc thật dài sau đó gạt bàn tay trắng trèo đang ôm lấy mình ra khỏi người lạnh giọng tôi không thích những người phụ nữ không nghe lời đặc biệt càng không thích những người nhập nhằng em Tôi cho em thời gian một ngày Nếu ngày mai em còn để tôi nhìn thấy Những bài báo xuyên tạc về tôi và em Hậu quả của em thế nào Thì em tự chịu nhé Nói xong câu ấy Người đó cũng dập tắt điếu thuốc Sau đó búng cái đầu lọc vào thùng xác Quay người đi về Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên Bốn mắt chúng tôi liền giao nhau Và rồi giống như một luồng điện chạy ngang người Tôi vô thức đánh rơi chiếc cốc xuống dưới sàn, hốc mắt không tự chủ được mà chua xót bởi vì người đàn ông ấy là khiêm cho dù xa cách nhau 8 năm cho dù có nét thay đổi tôi vẫn biết mình không bao giờ nhận nhầm được thật ra tôi không hề có ý định muốn nghe lén chuyện của người khác chẳng qua là họ ôm nhau rằng xé nơi này nên tôi mới chứng kiến được tất cả thôi tôi cũng đã nghĩ nếu anh đi lại chất vấn tôi sẽ đáp trả như vậy nhưng rồi không giống như những gì tôi nghĩ khiêm chỉ nhìn tôi vài giây sau đó đi thẳng về phía con đường dẫn ra khu bãi đỗ xe khiêm đi rồi cô gái kia cũng lại lấy điện thoại ra nghe hình như là nói chuyện với bạn tôi thấy cô ta bất mãn nói lên tôi đã bảo anh thế nào bức ảnh đó chụp phải được tận mặt sao anh chỉ chụp được có bóng lưng hả tung lên làm gì có ai tin đó là anh ấy không còn cơ hội nào nữa tiền đã cầm Anh tốt nhất cút xa một chút cho tôi Đừng để cho anh ấy tìm thấy được anh Tôi nhắc lại cho anh nhớ Một đồng tôi cũng không đưa thêm cho anh Đừng có cá chết lưới sách với tôi Không tốt cho cả hai đâu Cô gái ấy nói một chàng Sau đó mới cúp máy rời đi Còn tôi lúc này chỉ biết ngồi phịch xuống trước ghế đá Đưa hai tay lên ôm lấy mặt Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc run rẩy trong mình Tám năm rồi Tám năm qua đi tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày tôi với khiêm gặp lại nhau tôi cũng đã nghĩ những ký ức tồi tệ năm xưa mình sẽ không bao giờ phải nhớ lại nữa chúng cũng sẽ không bao giờ hành hạ tôi được nữa cho tới lúc này tôi mới nhận ra đến cùng chúng tôi cũng không thể nào thoát được khỏi vòng quay của số phận chúng tôi sẽ tiếp tục nhưng không phải là yêu nhau mà là kẻ thù của nhau cứ thế tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về khiêm mãi kể cả khi ngồi trên xe của trường đầu óc vẫn lơ lửng giống như là ở trên cành cây vậy anh ấy hỏi gì tôi cũng không nghe rõ tới khi bả vai bị đập mạnh tôi mới nghiêng đầu nhìn sang luống cuốc nói xin lỗi anh em hơi mệt một chút em ốm hả có sốt không có đau chỗ nào không dạ không em chỉ muốn về ngủ sớm một chút thôi Ừ, nếu mệt quá thì mai cũng không cần phải đi làm, đợi khi nào khỏe thì đi tiếp. Vâng. Tôi cố gắng mỉm cười với Trường, lúc xuống xe vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã vẫy tay với anh ấy. Tới khi chiếc xe biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, bản thân mới quay người vào. Có điều còn chưa bước được mấy bước, điện thoại tôi liền đổ chuông, là một cuộc gọi từ số lạ. Nhấc máy, đầu dây bên kia không nói gì nhiều, chỉ vẹn vẹn có mấy lời Nhưng lại làm cho trái tim của tôi lần nữa Co rút lại đầy đau đớn Biển số 29C 88888 Nghe sau những lời ấy Theo quán tính Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt Cuối cùng cũng xác định chiếc xe mà khiêm chỉ Đang đỗ ở bên kia đường Là một chiếc mẹt mới ra năm nay Giá cả trên thị trường Là căn số 10 đầu ngón tay đếm cũng không đủ Nhìn qua cũng biết đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người đi bộ qua lại trên vỉa hè. Buộc điện thoại trở lại túi sách. Tôi biết mình cũng không thể nào trốn chạy được nên đành hít vào một hơi thật sâu. Sau đó sải chân bước lại gõ mấy cái lên tấm kính. Cửa xe mở xuống không còn sự ngăn cách nào. Tôi cuối cùng cũng đối diện với Khiêm. Tám năm qua đi, khuôn mặt người thanh niên nhẹ nhàng và đầy chiều mấy năm nào đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị, điểm tĩnh, mang theo khí chất của những người làm kinh doanh, đầy mưu mô và tham vọng. Đúng, đầy tham vọng. Không thấy tôi nói gì, khiêm nâng mắt nhìn tôi, cách nhìn khiến cho tôi cảm thấy ngộp thở, giống như kiểu cổ họng bị thứ gì đó chặn vào, khó chịu vô cùng. Đặc biệt nó còn trở nên tồi tệ hơn khi mà giọng nói không mang theo độ ấm nào của anh vang lên lên xe Đã bao nhiêu đêm nằm mơ Có ngày trùng phùng Nhưng khi mở mắt ra Tất cả đều là hư vô Tôi từ đó đã sớm tập cho mình thói quen Gạt khiêm ra khỏi cuộc sống của mình Chỉ là lúc này Ngữ điệu ấy từ từ thấm vào tim tôi Gợi nên cho tôi Một cảm giác đau đớn tồi tệ Không thể nào chấp nhận được Người thanh niên năm đó Anh ấy chưa từng đối xử với tôi như thế này Anh ấy luôn muốn mọi thứ của tôi tốt đẹp cho dù tôi có cầm dao đâm anh, muốn cướp đi mạng sống của anh thì anh vẫn không một lời oán trách, còn bây giờ chúng tôi hoàn toàn xa lạ rồi. Cố che đi cảm xúc đang dày vào chính mình, tôi hỏi anh, anh có chuyện gì à? Lên xe. Tôi rất bận, nên nếu có gì thì anh có thể nói luôn ở đây cũng được. Bận. khiêm nhếch miệng, không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng thái độ bày ra của anh đủ để tôi biết được là anh đang rất tức giận. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành phải mở cửa xe ngồi vào, chấp nhận việc phải đối mặt với anh sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của chúng tôi. Sau khi trở về căn penthouse nằm ở tầng 48, khiêm vòng qua người tôi, rồi đi đến quầy bar với tay lấy hai chiếc ly đặt xuống, không quay đầu lại bình thản nói giống như chúng tôi là hai người bạn vậy uống gì rượu cà phê hay là nước can mặc dù mới gặp lại nhau mới có chưa gần một tiếng nhưng tôi biết đằng sau vẻ bình tĩnh của khiêm là một cơn sóng dữ dội tôi nhìn ngón tay dài của anh đặt trên mặt quẩy ba nhất thời trong đầu lại hiện lại một cảnh trong quá khứ ngày ấy tôi nằm trên giường đọc sách anh ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào chiếc laptop của mình ngón tay thon dài múa trên bàn phím với tốc độ nhanh chóng mặt anh rất giỏi đó là lý do vì sao chỉ sau mấy năm anh đã tự gây dựng được sự nghiệp cho mình tiến vào giới thượng lưu tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ siết chặt túi sách tôi kiên nhẫn hỏi lại khiêm tôi không thể ở lại lâu được anh muốn nói gì thì nói luôn đi khiêm ngừng động tác trên tay lại cuối cùng cũng xoay người nhìn tôi rồi thong thả bước lại nhếch môi tám năm không gặp nhau cô có nghĩ chúng ta nên ôn lại chuyện cũ không chúng ta không có gì để nói cả có đấy tôi với cô có rất nhiều cô muốn nhắc cái nào tôi cũng không ngại bỏ thời gian tâm sự với cô anh ví dụ như về cái chết của anh trai tôi không biết từ lúc nào khiêm đã tiến lại gần tôi hơi thở phải xuống da thịt làm tôi dùng mình nổi gai ốc muốn tách ra khỏi người anh nhưng lại chẳng thể thoát được vòng tay đang kìm chặt những ngón tay của anh đưa lên chạm vào tấm lưng trần của tôi dịu dàng nói cô bé ngốc không phải vừa nãy cô vẫn còn rất vui vẻ sao thế nào nhìn thấy tôi thì lại bày ra cái thái độ như này hay là cô lại đang bắt đầu tính kế xem nên tiếp cận tôi bằng phương pháp mới nếu anh gọi tôi lên đây là để mỉa mai vậy thì tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải ở đây nữa nụ cười trên mặt khiêm dần biến mất nhưng sắc mặt thì vẫn không chút thay đổi anh cúi đầu nhìn tôi mãi lâu sau mới nói nghe nói cô đang nuôi một đứa trẻ bị bệnh rất nặng chắc là thiếu nhiều tiền lắm đây là chuyện của tôi thật không cần anh phải quan tâm. Tên xếp của cô cho cô bao nhiêu tiền một tháng? Lời nói này của Khiêm chẳng khác gì nhát dao đâm thẳng vào ngực. Tôi đỏ mắt nhìn anh, gần như là muốn bật khóc thật lớn. Anh đừng nên sỉ nhục người khác như thế. Thằng đó có biết trước khi đến với nó, cô đã từng phóng đãng với người đàn ông khác không? Anh, xem ra thằng đó cũng bị cô lừa rồi nhỉ. Nói thử một chút xem nào. Lần này chiêu trò của cô là gì? vẫn như trước hay là đã tiến bộ hơn, tinh vi hơn? Vậy thì phải khiến anh thất vọng rồi. Tôi không hề lừa anh ấy, thậm chí còn có ý định kết hôn với anh ấy nữa. Khiêm, tôi với anh dù gì cũng là chuyện của 8 năm trước. Con người ai chả có quá khứ, phải không? Nên anh yên tâm, bạn trai tôi sẽ không bao giờ vì mấy cái nhỏ nhặt đó mà bỏ rơi tôi. Nghe những lời này của tôi, Khiêm bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian vậy. Đoàn Khánh Nam, cô đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào. Yêu nhau, cô với thằng đó. Mẹ kiếp, cô cũng buồn cười quá rồi đấy. Tôi không có nhiệm vụ phải đi chứng minh với anh. Mồm miệng cứng rắn hơn trước rất nhiều. Khiêm cười, anh không đợi tôi trả lời tiếp tục nói tiếp. Du học bên anh, tốt nghiệp thạc sĩ, được xếp hết lòng theo đuổi. Nam, đoán chừng cuộc sống 8 năm qua của cô đúng là thuận lợi ấy nhỉ trong khi tôi vật lộn với cái chết thì cô lại có thể ở nhà cao cửa rộng đi ô tô cô thấy có công bằng không chết tôi run giọng cả người ngồi phịch xuống ghế vô lực năm đó sau khi bị tôi đâm nhát dao khiêm được thân cận của trí đưa đi tôi không biết được thông tin về anh kể cả lúc khi trí ngã xuống tôi hỏi anh ta nhưng anh ta cũng không nói Tám năm nay tôi ít nhiều lắng nghe tin tức Nhưng tất cả nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh Vì thế anh trải qua cuộc sống ra sao Khổ cực như thế nào Tôi hoàn toàn không có một sự hiểu biết nào cả Bây giờ nghe thấy anh nói đến từ chết Suốt cuộc mọi thứ như thế nào đây Tôi không biết phải nói gì vào lúc này Khiêm lại đi đến trước mặt tôi Chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi em tôi phải đối diện với mình cười lạnh nhạt nói cho tôi nghe thằng đó đã động vào cô chưa Nó đã ngủ với cô giống như là cô ngủ với tôi chưa Anh nói tôi nghe xem cô đã phục vụ nó như thế nào đủ rồi đấy Khiêm Anh tưởng chỉ có mình anh biết hận còn tôi không biết hận sao anh trai anh chết là đáng bởi vì anh ta đã giết chú của tôi anh ta đã giết rất nhiều người anh ta xứng đáng phải có kết cục như thế Tôi nhắc cho anh nhớ Cho dù 8 năm trước hay là 8 năm sau Thì tôi vẫn không bao giờ hối hận Về những việc mình đã làm Kể cả là nhát dao đó Anh cũng xứng đáng phải nhận lấy Không phải sao Ngay từ đầu anh biết chú tôi chết Ở dưới tay của anh trai anh Nhưng anh vẫn bao che cho anh mình Thì anh có tư cách gì đứng ở đây Hận thủ với tôi Tôi nghiến rằng Cơn tức giận cũng không kiềm chế được Gào lên đầy đau đớn với khiêm sau đó chạy thục mạng ra ngoài. Mặc dù lúc này những hạt mưa đã trở nên nặng hạt, tôi không gọi taxi, cứ lững thững bước đi một mình trên vỉa hè tối om, để mặc gió lạnh tạt vào mặt mình đau rát. Lúc này chẳng rõ được là bản thân có khóc hay là không nữa. Tôi chỉ biết trái tim tôi đau đến mức gần như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cảm giác không hề dễ chịu một chút nào cả. Tám năm qua đã không ít lần tôi nghĩ đến cảnh chúng tôi nếu một ngày trùng phùng lại thì tôi với anh sẽ đối mặt với nhau như thế nào qua tất cả mọi chuyện vừa rồi anh có thể vì tôi mà ném đi quá khứ tôi có thể vì anh mà buông bỏ chấp niệm cùng nhau làm lại cùng nhau thực hiện nốt những điều còn răng dở hay không nhưng rồi bây giờ tôi nhận ra giữa chúng tôi cái gọi là quay lại là một điều gì đó thật sự quá xa vời chúng tôi vẫn nên làm người dưng thì tốt hơn. Cứ tưởng sau cái đêm ấy thì tôi với Khiêm cho dù trời có sập cũng không gặp lại nhau nữa, nhưng số phận lại một lần nữa đưa đẩy ép chúng tôi phải đối diện. Tôi vẫn nhớ hôm ấy tôi đang đi làm thì Kiều gọi điện nói với tôi, cô Bình cần phải cấp cứu gấp và bác sĩ nói mũi tiêm hết 50 triệu. Lúc tôi đến nơi, thằng bé vẫn đang được tích cực thăm khám. Kiều nước mắt ngắn nước mắt dài đi đi lại lại không ngừng run rẩy nói Nam 50 triệu đó bây giờ phải kiếm ở đâu đây trong người tôi không còn một đồng nào cả cô giúp thằng bé đi Nam chỉ có cô mới cứu được nó thôi khóc lóc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì tôi nhíu mày với Kiều sau đó thấp thỏm ngồi chờ đợi bác sĩ tới khi nghe được tình hình của cô Bình cơ bản đã qua cơn nguy kịch Bây giờ tảng đá đè nặng nơi lồng ngực mới được thả xuống, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Tiền lương tháng này tôi đã ứng để chi trả cho lần nhập viện trước, bây giờ tài khoản chỉ còn lại có hơn 3 triệu đồng nên tôi không thể nào mặt dày mà đứng thêm được. Về phần tâm, mẹ của nó gần đây phát hiện ra bệnh ung thư nên cũng phải xạ trị, thành ra tiền cũng kẹt, không thể cho vay. Còn vợ chồng chú Cường Mấy năm nay tôi đã nhờ vả cô chú nhiều Cô chú bây giờ lại phải nuôi hai em ăn học ở trường quốc tế Kinh tế cũng chẳng dư giả Tôi không dám hỏi Vì chuyện này mà tôi thật sự đau đầu Sau khi suy nghĩ một hồi Cũng quyết định tìm đến mấy chỗ cho vay nặng lãi Để vay nóng xử lý công việc trước Sau đấy sẽ tìm cách trả lại sau Có điều tôi không ngờ được rằng Lúc quay lại phòng bệnh kiều lại mang theo vẻ mặt hớn hở chạy lại bảo với tôi thằng bé vừa được bác sĩ tiêm cho rồi vừa ngủ xong tiêm cô đóng tiền không phải là cô đóng tiền sao tôi đóng sao tôi lại không biết rốt cuộc là thế nào vừa nãy có một người đàn ông đến bảo với tôi là bạn của cô bảo là cô nhờ anh ta đóng tiền có tiền nên bác sĩ mới tiêm thuốc tôi cứ tưởng người đàn ông đó là ai trong tâm trí tôi bấy giờ cứ nghĩ người đóng tiền giúp mình là Trường bởi vì chỉ có anh mới biết được bao nhiêu năm qua tôi đã và đang chật vật như thế nào với bệnh tình của cu mình mà thôi. Vì thế tôi không đợi nghe Kiều nói hết đã lấy điện thoại sao gọi cho anh ấy chờ cho anh ấy bắt máy liền nói luôn số tiền anh đóng giúp em em sẽ cố gắng trả anh sớm thật ngại quá em số tiền nào nà em đang ở đâu vậy gặp chuyện gì rồi sao Vậy không phải là anh sao Anh làm sao Nam rốt cuộc em có chuyện gì thế Nói rõ với anh được không Bây giờ em ở đâu Em đọc địa chỉ đi anh đến ngay Không có gì đâu em nhầm thôi Tôi mất máy đáp lại Đồng thời sau câu nói đó Cũng cúc máy luôn Không phải trường vậy thì là ai đây Ai là người đã nộp tiền cho tôi Trong khi tôi chưa có gọi Một cuộc gọi nào nhờ vả không lẽ thật sự có người tốt như vậy sao? Không những đóng tiền thuốc cho cu bình, người bí ẩn kia còn đăng ký cho cu bình nằm phòng dịch vụ, thậm chí là cả bữa ăn cũng được đặt từ một nhà hàng nổi tiếng. Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm sau tôi ở lại trông thằng bé thay kiều, đang định xuống dưới căng tin mua suất ăn cho hai cô cháu, thì bất chợt lúc mở cửa lại nhìn thấy người shipper giao hàng. Anh ta bảo với tôi, Cô Nam, Cô có đơn đồ ăn bên nhà hàng Gâu In Cô ký nhận giúp tôi với ạ Người giao hàng là một chàng trai Tuổi nhìn còn khá là trẻ Cách nói chuyện với khách hàng Vừa tế nhị lại cẩn thận Vì thế cũng khiến cho tôi ít nhiều Không cảm thấy khó chịu Tuy nhiên tôi vẫn không vội nhận ngay Mà cất giọng hỏi Anh có biết là ai gửi đồ cho tôi không vậy Chàng trai kia đáp Tôi không biết Bên nhà hàng nói là có người đặt cho cô địa chỉ thế này, cho nên tôi mang đến thôi ạ. À? Không có số điện thoại sao? Hay là lưu lại người gửi sao? À, chuyện này tôi cũng không thấy bên nhà hàng nói gì. Vậy anh mang về đi, tôi không nhận được. Cảm ơn anh. Nhưng mà cái này gửi đến cho cô thật mà, cô nhận giúp tôi. Nếu không, tôi không biết phải nói như thế nào với phía nhà hàng cả. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận. Nếu không biết người đặt là ai. Công việc của tôi là luật sư. Sau mỗi vụ thắng kiện, rất nhiều phía bên bị xử thua ôm hận làm khó tôi. Tôi vẫn nhớ có một hôm shipper mang tới văn phòng luật cho tôi một hộp quà. Lúc mở ra bên trong thật sự đáng sợ là một con chuột chết bê bết máu, còn thêm mấy lá bùa. Vụ việc đó làm cho mấy người trong phòng tôi hét ẩm lên vì sợ, lo lắng không nguôi. Đi làm ai cũng thấp thỏm, trường cũng không giữ bình tĩnh được, nên suốt khoảng một thời gian sau đó anh ấy đều không an tâm để tôi đi làm một mình mà nhận nhiệm vụ đưa đón tôi về nhờ bạn ở bộ công an điều tra tìm ra kẻ đứng sau sự nhiệt tình đó làm cho tất cả đều ngấm ngầm thừa nhận chúng tôi có gian tình không ít lần trêu đùa chúng tôi mặc dù đã giải thích nhưng không ai tin ngược lại cho tới bây giờ ở trong mắt họ tôi nghiễm nhiên trở thành chị dâu bà chủ tương lai của văn phòng luật danh trường rồi nhìn thấy sự cương quyết của tôi như vậy người shipper kia cuối cùng cũng không còn cách nào khác phải gọi điện về cho nhà hàng để hỏi cùng lúc ấy trường cũng tìm đến bệnh viện anh ấy xách theo một cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi đoán chừng là tâm gửi bước tới hỏi tôi thằng bé thế nào rồi xin lỗi em bây giờ anh mới vãn công việc đã đỡ hơn nhiều rồi kia là một người giao đồ ăn họ đang hỏi lại phía bên nhà hàng đơn này do ai đặt không biết là ai sao không vậy thì đừng nhận biết đâu là của kẻ xấu thì sao vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn trường nhíu mày đợi cho shipper quay người lại cũng một lần nữa từ chối giúp tôi có điều người shipper dường như cũng đã hỏi được phía bên giao hàng là ai nên anh ta quay sang bảo tôi cô nam đơn đặt hàng này là của anh phan cảnh khiêm ông chủ nhà hàng báo với tôi chỉ cần nói tên này là cô biết cô có thể ký nhận giúp tôi được không? Ba chữ Phan Cảnh Khiêm không chỉ làm cho tôi chấn động mà cũng làm cho trường ở bên cạnh ngạc nhiên không kém. Anh ấy thăm dò tôi. Em quen người này sao? Cũng có thể. Tính cách tôi từ trước đến bây giờ chẳng muốn làm khó ai. Tôi cũng hiểu shipper đi giao hàng mà khách không nhận thì sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc và mất thời gian. Vì vậy mặc dù trong đầu có vô vàn những câu hỏi nhưng tôi cũng không từ chối nữa đặt bút ký nhận, cầm nó đi vào phòng bệnh. Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi mang túi đồ ăn đặt lên mặt bàn. Trong đó có tổng cộng 4 hộp. Cả cơm và thức ăn, rau, tất cả đều là đồ bổ. Màu sắc trang trí khỏi phải nói cũng biết nó đẹp mắt vô cùng. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn gọi điện cho Khiêm hỏi vì sao anh lại làm như thế này. Dù gì thì anh cũng ghét tôi mà tôi cũng tuyên bố là cả đời này sẽ không gặp lại. Sao không để cả hai thoải mái mà cứ phải vùi dập nhau, kéo nhau lại để ràng buộc, để rồi lại ném cho nhau những lời cay nghiệt độc ác. Tuy nhiên, dù có nghĩ rất nhiều như thế, tôi vẫn chẳng đủ bản lĩnh lấy điện thoại ra bấm số cho anh cả. Sự im lặng của tôi làm cho trường cảm thấy khó hiểu nhiều hơn. Anh thở dài, ngập ngừng rồi cũng bảo. Mấy thứ đồ này em đừng ăn nữa, tâm có gửi cháo cho em với cu bình cô ấy tự nấu em ăn một chút đi em chưa đói anh cứ để đó giúp em để anh đem mấy cái này bỏ giúp em nhé không cần đâu anh cứ để ở đây đi tôi lắc đầu trường lại hỏi nam Nà, người này có phải là chủ tịch của thành đô không vậy em quen anh ta sao một chút anh đã từng gặp anh ta mấy lần cũng không có nói chuyện tuy nhiên theo nhiều người khác nói anh ta không phải là một người đơn giản dễ động vào. Nam, sao em lại? Hai em gây tội gì với anh ta? Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là người quen cũ thôi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình, được không? Em thật sự không sao mà. Tôi biết Trường luôn quan tâm đến tôi, tôi cũng biết tâm ý của anh ấy đối với mình. Cũng có nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là thử với anh ấy xem như thế nào. Có điều đến giây phút quyết định lại không thể đưa ra được một lời chắc chắn. Quá khứ của tôi trường không biết, nó không phải là một điều tốt đẹp gì cả. Ở bên nhau chỉ thiệt thòi cho anh ấy mà thôi. Thật ra anh ấy thích hợp với người khác hơn tôi rất nhiều. Cứ như thế, tôi ngồi chăm chú đến khi tiếng điện thoại rung lên từng hồi chuông đơn điệu lần nữa. Lúc ấy mới tỉnh táo cầm lên nghe, Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng nói trầm khàn đầy tự tính, không phải ai khác mà là Khiêm. Anh nói, "Đã nhận được đồ chưa?" Tôi theo bản năng gật đầu, mắt liếc nhìn ra bên ngoài khe hở của chiếc rèm cửa. Trời đã mát mẻ hẳn, phía xa xa còn xuất hiện mấy mảng mây đen ngòm, đoán chừng là buổi tối hôm nay lại có mưa, như vậy cũng tốt, dù sao thời gian gần đây thủ đô nắng nóng và oi bức đến khó chịu tâm trạng đã tệ gặp thời tiết tệ cảm giác bực bội tự dưng nhân lên gấp nhiều lần khó lời diễn tả tôi nhận rồi chủ tịch khiêm cảm ơn anh tôi sẽ gửi lại tiền cho anh anh cho tôi xin số tài khoản sau khi tôi dứt lời khiêm chỉ ở nhẹ đáp trả một tiếng anh im lặng mấy giây lúc sau mới lại mở miệng nói cô muốn trả tiền số đồ ăn này không ít tiền tôi không thể nhận của anh được nếu muốn trả thì tối nay đến gặp tôi nam tôi với cô nợ với nhau còn rất nhiều không phải đơn giản chỉ là một suất đồ ăn với cô nó có thể nhiều nhưng với tôi nó lại chẳng đáng anh cô đừng nghĩ là chúng ta đã kết thúc không phải chúng ta bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi vậy nên cô tốt nhất ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ đi nói xong mấy lời này anh chẳng cho tôi cơ hội nào phản bác đã ngay lập tức cúp máy tôi thì khỏi phải nói trái tim trong lồng ngực lần nữa hơi nghẹn lại cắn môi đến đau nhói anh nói đúng sau bao nhiêu chuyện chúng tôi kỷ niệm thì chẳng có nhiều nhưng hận thù thì lại trồng chất làm sao có thể nói một câu không gặp là không gặp tôi không trách anh hận tôi nhưng tôi thật sự muốn biết anh có bao giờ nghĩ đến những đau đớn mà tôi phải chịu hay không nếu không phải vì tội ác của anh trai anh vì cái đầu quá thông minh của anh thì chú của tôi cũng không bao giờ chết một cách đau đớn như vậy và tôi cũng không phải mất đi người thân và cô Bình cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn thử hỏi giữa chúng tôi ai mới là người đáng thương nhất đây vì những suy nghĩ ấy mà cảm xúc của tôi lại bị ảnh hưởng hốc mắt vô thức đỏ ao Trường đi đến trước mặt tôi với sự nhạy bén của một luật sư thì tôi tin là anh cũng nghi ngờ và đoán mò chuyện rồi. Tuy nhiên lần này anh không như vừa nãy hỏi tường tận nữa Mà chỉ lặng lẽ sang tay ôm lấy tôi Dùng hơi ấm của mình Để giúp cho tôi bình tĩnh lại Một lát sau Trường có việc phải đi vì khách hàng hẹn gặp Tôi ngồi xuống bàn Mắt nhìn vào thức ăn ở trên bàn Ngần ngại một lúc cũng cầm lấy đũa lên Những đồ ăn này đều là những món mới và nổi tiếng của gâu in Tôi đã từng ăn ở đây một vài lần Nên biết được giá cả của nó đều không rẻ bây giờ bỏ đi thì lãng phí mà trả lại khiêm anh cũng không nhận cách duy nhất vẫn là tôi nên giải quyết nó thôi còn về chuyện tính nợ với anh tôi nghĩ mình cần một lần nữa nói chuyện thẳng thắn nếu anh không chấp nhận thì cũng là việc của anh còn tôi tới giờ phút này thật sự không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa chỉ muốn cuộc sống của mình từng ngày trôi qua êm đềm và cu bình bệnh tình có thể chuyển biến ngày một tốt lên mà thôi tự dặn lòng chính mình mấy lời như thế. Tôi cố gắng ăn hết tất cả, xong xuôi mới cảm thấy cả người trở nên thoải mái hơn một chút. Lấy máy tính ra làm nốt việc giang dở. Đến tối kiều vào tôi để cho cô ta chăm sóc cô Bình. Sau đó rời khỏi bệnh viện, bắt taxi đi tới nhà của anh. Đến nơi cửa không khóa, tôi gõ ba cái sau đó bước vào. Lúc này Khiêm đang ngồi ở phòng khách. Trước mặt là một chai rượu đã được bật nút, và rượu trong ly đã uống cạn đáy. Tôi hơi lặng người, phải mất mấy phút mới có thể điều chỉnh được suy nghĩ dối tung trong đầu mình. Bước về phía trước mặt của anh, không chần chừ nói luôn. Lúc sáng anh bảo là tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng, vậy bây giờ anh nói đi, tôi phải làm thế nào thì anh mới dừng lại cái việc tự ý cho mình cái quyền tham gia vào cuộc sống của tôi. Có vẻ cô sốt ruột thật đấy nhỉ số tiền của cháu tôi nhập viện là anh đóng đúng không? trước đó tôi thật sự không đoán được người đóng tiền cho tôi là ai, cho tới khi nhận túi cơm từ tay shipper, không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi lại lé lên hình ảnh của khiêm. Câu hỏi lúc bấy giờ là vì sao anh lại biết được tôi ở viện mà đặt đồ ăn cho tôi, chưa kể còn biết rõ số phòng, trong khi tôi không hề liên lạc lại gì với anh đêm đó. Như thế chỉ có duy nhất một điều là anh biết rõ bệnh tình của cu bình biết rõ hoàn cảnh của chúng tôi sau khi tôi hỏi vậy khiêm cũng không vòng vo từ chối đi thẳng vào vấn đề luôn chúng ta cũng có thể coi như quen biết giúp nhau một chút cũng là thể hiện sự quan tâm không phải sao tôi không muốn nhận bất cứ ân huệ nào từ anh chủ tịch khiêm anh cứ tính tổng số tiền tôi sẽ thu xếp trả lại anh thời gian gần nhất mong là anh từ nay về sau nếu có thấy tôi chúng ta nên đi đường vòng tránh làm cho đôi bên khó xử không nhận giúp đỡ từ tôi nhưng lại nhận giúp đỡ từ sếp của mình cho nên mới khiến cho thằng đó đem tiền đến đây trả cho tôi anh nói sao anh trường đến tìm anh từ bao giờ anh trường nghe thân thiết quá nhỉ anh đừng vòng vo anh trả lời tôi đi anh ấy đến tìm anh từ bao giờ anh có nhận tiền của anh ấy không anh có làm khó anh ấy không? Khiêm, ân oán hận thù này là của tôi với anh, người ngoài không hề liên quan gì hết. Vì thế anh đừng có làm khó những người xung quanh tôi. Bây giờ anh hô mưa gọi gió, anh đứng ở vị trí trên cao. Anh cần gì phải để mình hạ thấp, nhìn về những kẻ tầm thường như chúng tôi làm gì? Thật sự lúc này tôi khá lo cho trường, bởi vì tôi biết dù có bản lĩnh đến mấy, thì đứng ở trước mặt của Khiêm anh ấy kiểu gì cũng bị lép vế Thậm chí là người trước mặt tôi còn không hề nể nang cho ai trước mặt mỗi nào cả Trước kia anh nhẹ nhàng bao nhiêu, im lặng bao nhiêu Thì bây giờ anh gần như biến thành một con người khác vậy Anh lạnh lùng, anh bản lĩnh, anh tàn nhẫn Người khác muốn chơi xấu anh thì anh cũng không ngại đáp trả cho họ những hậu quả xứng đáng. Tôi không quan tâm anh xỉ nhục tôi thế nào, anh miệt thị tôi ra sao, nhưng tôi không muốn trường vì tôi mà liên lụy mấy năm nay anh ấy giúp đỡ tôi là người bạn mà cho tôi rất nhiều quan tâm và tin tưởng tôi không muốn từ giờ về sau anh ấy phải dính dáng đến khiêm phải chịu sự tức giận vô cớ của người đàn ông này hít vào một hơi thật sâu tôi lại nói khiêm người anh ghét là tôi anh muốn tôi khổ sở chật vật thế nào muốn đòi nợ thế nào anh cứ nhằm vào tôi bầu không khí bây giờ có vẻ căng thẳng và rằng co hơn khi nãy rất nhiều ánh mắt anh càng ngày lại càng tỏa ra áp lực nặng nề tôi chẳng thể đoán được tâm tư anh ra sao nhưng tôi biết anh đang giận anh à lên một tiếng rồi nói tiếp cô đi cầu xin thì cũng nên có thái độ của người đi xin tôi đã cố gắng lắm rồi đâu phải là cô chưa từng cầu xin tôi cái gì không sao nếu cô quên thì tôi có thể cho cô xem lại một chút để nhớ ra lại khiêm nhớn mày với chiếc điều khiển ấn nút mở vài giây sau từ màn hình tivi cỡ lớn trên tường truyền ra những tiếng ngâm nga nghe qua đã khiến cho người ta đỏ mặt nhưng lọt vào tai tôi lúc này lại chẳng khác gì một tiếng sấm lớn vậy bởi vì lúc này trên màn hình xuất hiện cảnh tượng vô cùng phóng đãng hai thân thể trần trụi như hai con rắn quấn lấy nhau trên giường người đàn ông với động tác không ngừng nghỉ trên người cô gái mà cô gái kêu lên những tiếng không rõ là thống khổ hay là vui sướng chưa hết thi thoảng miệng cô gái ấy còn nỉ non những lời cầu xin vụn vặt tiếng nức nở từng hồi và người đó không phải ai khác mà chính là tôi và khiêm tôi sững sờ nhất thời không nói được gì còn khiêm thì vẫn nhản nhã rót rượu vào ly tươi lên miệng nhấm nháp cười như không cười tôi thích biểu cảm của cô như kia hơn lúc đó cô thế nào nhỉ rất mềm mại ngoan ngoãn biết nghe lời anh khiêm anh có thể nghiêm túc được không cô thấy thái độ của tôi không nghiêm túc tôi cần một câu trả lời rõ ràng anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi và những người xung quanh tôi điều kiện của tôi rất dễ chia tay thẳng đó và chuyển đến đây ở cùng với tôi. Không được, không suy nghĩ tôi đáp lại ngay, mặc dù thái độ của tôi luôn tỏ ra cứng rắn và cương quyết, nhưng nó chẳng đủ sức gây uy hiếp ra đối với khiêm. Anh đứng dậy đi đến trước mặt tôi, dùng ngón tay đẹp đẽ thon dài của mình vuốt nhẹ trên gò má tôi, nói tiếp: Không phải là bây giờ cô đang rất cần tiền sao? Một tháng chữa bệnh của cháu cô là bao nhiêu? 50 triệu hay là 60 triệu? Anh một đứa bé bị bệnh u não, chưa kể còn thêm những bệnh khác, phải cần thuốc để duy trì sự sống. Nếu không có tiền để tiếp tục điều trị, chắc là cũng không kéo dài được lâu nhỉ. Anh điều tra tôi. Ở bên cạnh tôi, tôi cho cô tiền chữa bệnh cho cháu mình. Tất nhiên để lấy được tiền thì cô cũng cần phải đánh đổi. Như thế mới đúng chất làm ăn Tôi không đồng ý Chủ tịch khiêm tôi không cần tiền của anh Cô có chắc là lúc này cô không cần tiền Khánh Nam Năm nay cô đã 28 tuổi Cũng không phải là một đứa trẻ Nhìn đời với con mắt màu hồng Sự thật là bây giờ cháu của cô Đang rất cần tiền để chữa bệnh Không phải sao Anh Cơ hội chỉ đến có một lần Cô có thời gian một phút để suy nghĩ Hết một phút Tôi cần có một câu trả lời hoàn chỉnh." Khiêm cười cợt, khi thưởng thức đủ bộ dạng tức giận của tôi rồi, thì cất lời lạnh lùng độc ác. Tôi lặng người nhìn anh, lồng ngực giống như một chiếc kim sắc nhọn đâm vào. Tôi bỗng dưng cảm thấy nghẹn thở, đau nhói. Sau 8 năm, anh thay đổi thành người hoàn toàn khác. Tôi biết, nhưng tận tai nghe anh nói những lời tàn nhẫn kia, bản thân vẫn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ lên nổi. Thì ra kết quả của cuộc trùng phùng này đều là những giày vò nhau mà thôi. Tiếng còi xe vang lên kéo dòng suy nghĩ trở về thực tại. Tôi giật mình quay đầu, phát hiện đã trở về đến chung cư nên bèn rút tiền trả cho tài xế. Sau đó đi lên căn hộ của Khiêm. Ngày đó trước sự chèn ép của anh, tôi không làm sao được nên cuối cùng chỉ còn cách chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra. Và thế 8 năm chúng tôi một lần nữa ở bên nhau, nhưng không phải là yêu nhau nữa, mà là một cuộc trao đổi. Tôi làm điều anh muốn, còn anh thực hiện những điều mà tôi muốn. Bước vào trong nhà, nhìn thấy khiêm nằm ở ghế sofa với bộ dáng khá là mệt mỏi. Bước chân tôi hơi khựng lại, từ ngày ở bên nhau tôi cũng ít nhiều quen thuộc được với giờ giấc của anh. Phải nói là rất bận. Một ngày có 24 tiếng thì giấc ngủ của anh chỉ vỏn vẹn 5 tiếng cộng dồn lại. Còn 19 tiếng kia, lúc thì anh ở tập đoàn xử lý văn kiện, lúc thì đi gặp đối tác để bàn hợp đồng, lúc thì uống rượu tạo mối quan hệ. Thậm chí có lúc tôi còn thấy một người cao ngạo như anh cũng phải nhún nhường, hạ cái tôi của mình xuống để xin hợp đồng cho công ty. Cho nên nếu ai bảo anh là một người sung sướng và nhàn hạ thì những lời ấy hoàn toàn là sai lầm. Đặt chiếc túi sách xuống ghế tôi đi vào bếp pha lấy một cốc nước chanh muối sau đó mang trở ra ngoài đặt xuống bàn. Vốn là định gọi anh dậy uống cho giải rượu nhưng lúc này bất chợt ánh mắt lại chạm phải nơi cổ áo bỗng nhiên thấy nhức mắt vô cùng bởi vì ở đó có một vệt son rất đậm vẫn còn rất mới. Trong một khắc, tôi cảm thấy mình đột nhiên chẳng vui vẻ chút nào. Không gọi khiêm dậy nữa mà đi thẳng về phòng. Mở tủ lấy quần áo đi tắm. Đứng trong phòng tắm với bốn phía là vách thủy tinh trong suốt. Tôi để mặc cho những giọt nước lạnh xả xuống người. Vốn là muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ. Để ngày mai còn dậy sớm. Ai ngờ đầu óc lại chẳng thể nào thoát được những suy nghĩ đang bùa vây. Hình ảnh vết son nơi cổ áo của Khiêm cứ quanh quẩn trong tôi. Em tôi phải suy nghĩ đến giả thuyết. Có phải tối nay anh đã đi với cô gái nào đó không? Là cô hoa hậu mới nổi kia? Hay lại là một bé sinh viên nào đó? Hay vẫn là cái cô thư ký của anh? Nếu anh đã thích những người như thế, vậy anh còn tốn công tốn sức giữ tôi lại để làm cái gì? Chúng tôi giải vào nhau cũng đâu phải là kết quả gì đó tốt đẹp đâu Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng tôi vẫn không dám nhắc đến chuyện dừng lại với Khiêm nữa Bởi vì tôi biết anh của lúc này không phải là người của 8 năm trước Dễ dàng yêu thương tôi vô điều kiện và nghe lời tôi vô điều kiện Bây giờ người nghe theo anh phải là tôi Người ngoan ngoãn phải là tôi Người phục vụ anh là tôi nếu tôi làm tốt, đương nhiên cu bình sẽ có những điều tốt nhất. còn nếu tôi làm dở, thì chắc chắn mọi sự đau khổ nó sẽ phải gánh nhận. đó mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất mà anh dành cho tôi. đang suy nghĩ, bất chợt từ phía sau có một cánh tay ôm lấy, làm cho tôi giật mình, không tự chủ được mà nhất thời run lên, muốn rãy ra nhưng không được còn khiêm anh nâng đôi mắt hơi đỏ của mình nhìn tôi qua tấm gương rồi nói nghĩ gì mà thất thần thế là nghĩ đến tôi hay là nghĩ đến thằng xếp của em nghe nói chuyến công tác vừa rồi em với nó cùng đi với nhau chắc là vui vẻ lắm nhỉ bảo sao em một cuộc gọi về cho tôi cũng không có anh đang trách tôi đấy à chủ tịch khiêm tôi với anh giống nhau cả thôi không phải là bữa tối hôm nay anh cũng ở bên người khác sao chưa kể cô người tình của anh còn để lại dấu vết như muốn giàn mặt tôi vậy đừng nói với tôi là em ghen đấy nhé anh nhầm rồi là tôi gây tởm anh vậy thì tôi cũng phải khiến em thất vọng rồi tối nay tôi ở bên vợ sắp cưới của mình tôi vốn biết bên ngoài khiêm được người khác ngưỡng mộ rất nhiều thế nhưng để nói đến vợ sắp cưới thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cảm giác của tôi lúc này thật sự khó chịu cơn đau bắt đầu nhen nhóm xâm chiếm lấy từng thớ thịt sau đó lan ra khắp lục phủ ngũ tạng tôi muốn tách người ra khỏi khiêm tuy nhiên đôi tay to lớn của anh kìm chặt vai tôi khiến tôi không có cơ hội nào thoát ra được ngược lại anh còn hung hăng xoay người tôi lại ép tôi đối diện với mình sau đó hung hãn hôn tôi cậy mở hàm răng tôi thô lỗ chen đầu lưỡi vào đảo qua đảo lại rồi tiếp tục cắn cho đến khi tôi phát đau bắt đầu dãy ruộng kịch liệt thì anh mới rời đi và lạnh lùng nói tôi bảo tiền cho em là để hưởng thụ chứ không phải là đứng nhìn em bùng vẳng giận dỗi khiêm 8 năm qua cả tôi với anh đều sống không thoải mái sao anh còn phải ném thêm vào đó những đau khổ làm gì tôi không sai vì người đó là chú của tôi anh cũng không sai vì đó là anh trai của anh có sai thì là chúng ta đã không kiềm chế được mà này sinh tình cảm thôi yêu năm đó em yêu tôi sao tôi người như em cũng biết yêu là gì à tôi còn tưởng em không tim không phổi lời nói này của khiêm khiến cho tôi cảm thấy áp lực không thể hít thở nổi tôi nâng mắt nhìn anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh rất muốn đưa tay lên sờ vào nó và bảo với anh rằng thật ra tôi rất đau lòng anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không nhưng rồi đến cùng tôi lại không dám Tôi chỉ biết tránh né Làm đủ mọi cách để không được khóc Trước những lời đầy cay đắng Mà anh ném cho mình Em có biết 8 năm qua Tôi đã học được cái gì không Đó là sự tàn nhẫn đấy Cuối cùng anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi Khiến tôi như bị một cái tát Trên mặt cảm thấy bỏng sát đau đớn Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn cho tôi Bằng không tôi có rất nhiều trò hay đang đợi em anh gây tổng giống như anh trai anh vậy tôi cười nhạt nhìn khiêm để mặc anh cằn quấy trên người mình nước mắt cùng nước từ vòi hoa sen chảy xuống hòa làm một nhòe cay cả mắt số phận của chúng tôi phải như thế này có than trách có tuyệt vọng có chua sót thì cũng không thể nào thoát được vòng quay của quá khứ của số phận có lẽ chỉ đến khi một trong hai chết đi lúc ấy chúng tôi mới thôi không còn giải bỏ nhau nữa khoảnh khắc anh đi vào người tôi thật sự tôi chỉ muốn hét lên nói với anh rằng khiêm có một điều anh không hề biết là năm đó em cũng yêu anh kích tình qua đi tôi không ngủ được nên cứ nằm vậy thức đến khi bên ngoài bình minh lên cũng vén chăn rời khỏi cả người tôi đau nhức vô cùng khiêm vẫn đang ngủ bộ dạng lúc này hiền dịu hơn hôm qua rất nhiều tuy nhiên tôi nhận ra được có đôi lúc anh không tự chủ được mà nhíu mày rất nhiều lần. Có lẽ trong mơ anh đã gặp ác mộng, hoặc là anh mơ thấy cảnh ngày đó tôi phản bội lòng tin của anh. Cầm dao đâm anh, khiến cho anh phải đối mặt với cánh cửa của thần chết mở ra. Đứng ở ngoài quầy ba rót cho mình một ly rượu, tôi lặng người ngồi ở ghế, vòng tay ôm lấy hai chân để mệt mỏi. Một lát sau, trường gọi điện cho tôi, anh ấy khẩn trương hỏi em về rồi sao? Sao không gọi anh ra đón? Em có chút việc nên về sớm hơn dự định. Cô Bình lại nhập viện sao? Vậy để lát nữa anh qua. Anh cũng vừa mới đáp máy bay, bây giờ đang chờ xe. Anh về thẳng văn phòng luật luôn chứ? Ừ, có một số văn bản cần anh phải phê duyệt. Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Sau đó sẽ qua thăm thẳng bé. Vậy hẹn gặp anh ở văn phòng thật ra tôi định nói thêm với trường mấy câu nhưng lúc này từ trong phòng truyền đến tiếng động khiến cho tôi lặng người cuối cùng đành phải tắt máy bên trong kia là khiêm cũng chẳng rõ là anh tỉnh hay thức nhưng tốt nhất vẫn không nên để anh nghe thấy cuộc nói chuyện này thì hơn như vậy cũng đỡ đi một phần tranh cãi không đáng có quay trở vào bếp nấu cho khiêm một nồi cháo xong xuôi tôi cũng chẳng buồn nhìn đồng hồ cầm túi sách ra khỏi nhà tôi không bắt xe mà đi một mình. Dưới chân là đôi giày cao gót cao mấy phân. Mỗi bước đi lại khiến chân tôi đau buốt, chẳng khác gì sự tra tấn đầy tàn nhẫn. Trên đường xe cộ tấp nập, mọi thứ ồn ào, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Duy nhất chỉ có tôi là trái tim rất đau, rất đau. Nếu có thể đau đến chết đi thì thật tốt biết mấy. Đôi mắt tôi ngấn lệ, rồi một giọt lại một giọt nhỏ xuống, cuối cùng không chịu nổi được mà gục xuống. Bao năm nay tôi cố gắng tôi luyện mình trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, không dễ dàng bắt nạt. Ấy vậy mà mỗi khi đứng trước mặt của Khiêm, tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ thất bại như thế. Tôi không dám đối diện trước vết sẹo nơi lồng ngực anh. Mỗi lần nhìn nó là một lần tôi cảm thấy sự dày vò đang không ngừng hành hạ mình. Em tôi phải đối diện với sự thật là tôi đã từng cướp đi mạng sống của anh của người tôi yêu cứ thế tôi ngồi ở ghế đá mãi chẳng biết thời gian chưa qua bao lâu cho tới khi trước mặt xuất hiện bóng sáng của khiêm tôi mới vội vàng lấy khăn thấm nước mắt theo anh lên xe ngồi anh đưa cho tôi một chiếc túi giấy đựng bánh bao và sữa đậu nành sau đó chuyên tâm lái xe không nói một lời nào tới khi được nửa đường tôi thấy anh có điện thoại không biết bên kia nói cái gì nhưng ngữ điệu của anh vang lên rất nhẹ vừa giống như là dỗ dành vừa giống như là yêu thương say đắm thế nào em đã tìm ra được cảm hứng để vẽ tranh chưa chắc chắn là rất đẹp mà em vẽ gì thế em đã đến trang trại của friend rồi à cậu ta có làm khó gì em không đấy gần đây tôi hơi bận nên không thể sang được thế này đi tháng sau nhé tuần sau tôi có chuyến công tác ở mỹ Tôi sẽ tranh thủ xử lý công việc xong sớm nhất, sau đó sẽ dẫn em đi ăn bánh kem dâu mà em thích. Uống thuốc rồi ngủ sớm đi, tôi cúp máy đây. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm gặp lại, tôi nghe thấy ngữ điệu dịu dàng như vắt ra nước của Khiêm. Hóa ra không phải là do anh không biết nói ngon ngọt, mà là cô gái đang nói chuyện với anh kia kìa. Có lẽ cô ấy phải có sự đặc biệt trong lòng anh lắm như thế mới khiến cho anh trầm ấm cưng chiều như vậy thảo nào có những đêm tôi nhìn thấy anh đứng ở ban công vừa hút thuốc vừa nói chuyện tưởng đâu là bàn việc với đối tác hóa ra cuối cùng không phải thảo nào anh luôn dặn thư ký của anh mua những bức tranh ở tận bên pháp mặc dù chẳng quá đến mức xuất sắc nhưng anh vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn hóa ra là vì anh mua cho cô gái ấy thảo nào trong lúc ngủ mơ đêm hôm qua Tôi lại nghe thấy anh thì thầm gọi, An Nhã, hóa ra là anh gọi tên cô gái ấy. Vì sự phát hiện này mà khi đến công ty, tâm trạng của tôi cứ như treo lơ lửng trên mây, mấy lần đồng nghiệp gọi cũng không đáp lại, chưa kể còn làm sai mấy chỗ mà trước giờ không ai dám nghĩ tôi sẽ làm sai. Khi khách hàng phát hiện ra đã không nén nổi tức giận, làm ầm lên. Ai là người phụ trách làm thống kê tài sản này cho gia đình tôi? là ai. Vị khách này là một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, vô cùng tranh chua, nổi tiếng là ghê gớm. Lần trước bà ta đến đây làm không ai dám dây vào, nên tôi là người phụ trách. Vì thế tôi đành bước đến và nói: "Chào cô, phần thống kê này là do cháu làm, không biết nó có vấn đề gì không ạ?" À? "Có vấn đề gì không à? Cô tự nhìn xem, hay là mắt cô bị mù?" Rõ ràng tài sản đất của tôi là 1.500 mét vuông Thế mà cô lại viết thành 1.300 Nếu tôi không phát hiện ra Thì có phải là tôi mất trắng 200 mét vuông không hả? Người phụ nữ đó tức tối ném tờ giấy vào mặt tôi Từng tờ bay lả tả xuống đất Tôi cúi người xuống nhặt lên một tờ Phát hiện đúng là phần này bản thân mình đã đánh sai Nên không dám phản bác lại Thành thật xin lỗi cô Đây là sơ suất của cháu Cháu sẽ sửa lại ngay ạ Sơ suất, đây là vô trách nhiệm chứ không phải là sơ suất, hiểu không? Đường đường là một văn phòng luật có tiếng ở thủ đô mà lại có loại nhân viên làm ăn tắc trách thế này. Thì thử hỏi ai dám đến đây làm nữa? Cháu thành thật xin lỗi cô. Xin lỗi mà xong thì còn cần cảnh sát làm gì? Gọi xếp của mấy người ra đây. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Không thể để mọi chuyện trôi qua một cách dễ dàng như thế này được. Chuyện này... sao? Hay là bây giờ các cô cậy đông hùa vào muốn đe dọa tôi? Không phải đâu ạ, à, cô cứ ngồi đợi một lát để nhân viên của chúng cháu sẽ gọi xếp ra. Có lẽ lúc xảy ra chuyện mấy bạn thư ký đã đi gọi trường rồi nên chỉ vài giây sau anh cũng hớt hải bước ra chạy tới trước mặt tôi cúi đầu xin lỗi với họ đồng thời cũng hứa bồi thường theo những gì họ yêu cầu. Tuy nhiên rõ ràng là mấy người kia vẫn không hề cảm thấy hài lòng trước cách giải quyết ấy, lớn giọng nói tiếp. Cậu nhìn xem thái độ của nhân viên cậu có cái nào là thật lòng rút kinh nghiệm không? Cô ta làm sai rõ ràng, vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong à? Tưởng dễ dàng vậy sao? Bên mình còn yêu cầu gì thì cứ nói, bọn cháu sẽ thực hiện ạ. À? Trường gàn tay tôi, hết sức nhẫn nhịn với sự hống hách của vị khách trước mặt. Bà ta lườm tôi một cái cháy mặt, Đồng thời lúc này cũng có một vị khách đi vào. Có lẽ là chị em gì đó với người kia, cười khẩy một cái rồi nói: "Thật ra cũng không có gì, bây giờ cậu bảo với cô ta cúi xuống lau sạch giày cho chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ bỏ qua chuyện này, còn nếu không, tôi nghĩ chúng tôi cần phải đăng chuyện này lên mạng để cho cộng đồng mạng giúp chúng tôi phán xử vậy." "Chuyện này, cô Lan, cháu thấy chúng ta có thể đừng làm khó nhau như vậy được không?" Cậu thấy khó lắm à? Nếu thấy khó thì cũng không cần thiết phải làm. Tôi đã nói rõ rồi mà. Vậy để cháu giúp cô ấy à? Trường không hề tức giận. Anh rút từ tứ quần mình ra chiếc khăn tay sạch. Sau đó cúi người xuống giúp tôi lau giày cho những người kia. Mặc cho tôi có gàn thế nào cũng không được. Tới khi những người kia rời đi, anh quay sang vỗ vai tôi một cái thật nhẹ, ra hiệu cho tôi đi theo anh vào phòng. Tới khi chỉ còn lại hai người bấy giờ anh mới nói Thời gian này em cứ nghỉ ngơi đi Chờ khi nào cu bình ổn hẳn lại Thì lúc ấy đi làm cũng được Tôi đỏ mắt nhìn Trường mất máy Em xin lỗi vì sự việc lần này Anh Trường em... Anh hiểu Nam em không cần phải tự trách mình như thế Em cũng biết là từ trước đến giờ Chưa bao giờ anh trách em điều gì cả Anh chỉ cảm thấy buồn Bởi vì những lúc em gặp khó khăn anh lại chẳng thể ở bên giúp cho em xử lý. Chẳng phải là người đầu tiên mà em nghĩ đến. Trường cười buồn, anh đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, ngữ điệu đau lòng. Nam, là do anh không đáng tin đến vậy sao? Là anh không đủ vững chắc để em dựa vào sao? Không phải như vậy đâu anh Trường. Vậy là vì sao hả Nam? Anh biết là anh không có nhiều tiền giống như người đàn ông đó anh không có bản lĩnh giống như anh ta anh không giàu có như anh ta anh cũng biết là em không phải là người bị đồng tiền chi phối vậy tại sao em vẫn ở bên anh ta vì sao thế hà nam anh trường nếu anh ta gây khó dễ gì cho em em cứ nói với anh anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em nhất định sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi anh ta không làm gì em hết anh trường đây là ân oán của bọn em anh đừng nhúng tay vào làm gì nam không phải là em không cần sự giúp đỡ của anh mà là vì em không muốn anh gặp rắc rối vì em thời gian qua anh đã làm vì em quá nhiều rồi anh đừng phí công vô sức nữa nam em trở về làm việc đây không để cho trường có thêm cơ hội nói tiếp tôi dứt khoát cắt lời mở cửa đi ra ngoài văn phòng luật mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu có người quý cũng có người ghét Người quý sẽ an ủi tôi, động viên tôi Đừng nên suy nghĩ lung tung để ảnh hưởng tâm trạng Nếu có thể thì xin nghỉ về nhà Ngủ một giấc cho tỉnh táo trở lại Người ghét thì ghét tôi đến tận xương tủy Không ngừng mỉa mai, châm chọc Bằng những lời khó nghe Qua miệng một người sẽ biến thành những câu chuyện cầu huyết Đến mức không ai tưởng tượng nổi Ngồi trong quán cà phê với tâm Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ đi lại nường nửa bên ngoài Tôi nhất thời chẳng biết nói gì Còn tâm thì vẫn miệt mài Nam này Mày thật sự không còn tình cảm nào Với lão khiêm kia nữa rồi đúng không Sao lại hỏi vậy Tao có gì thì nói đi Cứ úp mở làm cái gì thế Thôi được rồi Nhưng mà mày hứa là ngay xong không được nghĩ ngợi Hay là đau lòng đâu đấy nhé Mày nghĩ tao của bây giờ Còn thời gian để mà đau lòng Vì những thứ không đáng có hay sao nghe tôi nói vậy tâm lưỡng lự một lúc cũng mở điện thoại sau đó đưa về phía của tôi bảo đây tôi liếc mắt nhìn không tỏ ra biểu cảm nào ai đây bạn mới của mày à không phải bạn tao mà là vợ chưa cưới của lão khiêm đó à nhưng có liên quan gì đến tao sao đúng là bây giờ không liên quan nhưng mà tao vẫn muốn nói cho mày biết để mày tránh theo điều tra của tao thì cô ta cũng là một tiểu thư lá ngọc cảnh vàng đấy mà thường những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy. Tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói gì thì nói mày cũng là từng là người yêu của lão ấy. Hai chúng mày cũng đã... Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nhưng mà tao lo. Tâm ngập ngừng tôi cắt ngang lời cô ấy. Cũng đã 8 năm rồi, ai còn nhớ lại những chuyện quá khứ nữa. Người cũ thì vẫn chỉ là người cũ, mà có khi thật chất cũng chẳng phải là người cũ gì cả. Chỉ là hận thù nhau, rồi lôi kéo nhau vào kế hoạch trả thù mà thôi. Nam, thôi được rồi, không phải bảo là những gì đã qua thì để nó qua đi sao. Tách cà phê này mày tính tiền nhé. Ta phải vào bệnh viện với Bình Bình. Tối nay gì nó có việc bận. Nói xong, tôi chờ tâm trả tiền, sau đó cả hai rời khỏi quán. Có điều lúc ra khỏi cửa, như một sự sắp đặt, tôi lại nhìn thấy Khiêm đang ngồi ở góc trái với mấy người bạn của mình. Có lẽ là nói chuyện công việc gì đó Chưa hết Đáng lẽ anh cũng sẽ không hề biết đến sự có mặt của tôi Nếu như không phải trường bước tới Lớn giọng gọi Em xong rồi sao Vậy chúng ta đi thôi Tôi có chút ngạc nhiên Sao anh lại ở đây Tâm chen vào Là tao gọi anh ấy đến đây đó Để mày đi một mình tao không yên tâm Mày Tôi không vui nhìn tâm Nó kéo tay tôi đi về một góc trống thì thầm Ta biết mày sẽ nói gì Nhưng mà ta làm tất cả Cũng chỉ là vì lo lắng cho mày thôi Mày thử nhìn vào xem Bao năm nay mày vì chuyện của cu bình Mà không suy nghĩ gì đến bản thân Lúc nào cũng vắt kiệt sức kiếm tiền Tới lúc mày gục ngã ra đó Thì phải làm sao đây Anh trưởng vừa là sếp của mày Vừa là bạn của mày mấy năm nay Hoàn cảnh của mày như thế nào Anh ấy cũng biết Nhưng không hề tỏ thái độ Một người tốt như thế mà mày nỡ làm gạt đi à? Anh ấy không có một mình, mà còn có gia đình, có họ hàng, có bạn bè. Mày nghĩ gia đình họ sẽ để cho đứa con ưu tú của mình quen một người có quá khứ dơ bẩn như tao sao? Nam, chuyện năm đó không phải lỗi của mày, sao mày cứ để nó giày vò mày mãi thế? Mày không sai. Tao không yêu anh ấy. Từ trước đến giờ tao chỉ coi anh ấy là một người bạn thôi. Vì thế từ bây giờ mày đừng tự ý quyết định mọi thứ liên quan đến tao nữa. Nhưng mà không yêu chính là không yêu. Cố chấp bên người mình không yêu. Làm gì có hai từ hạnh phúc. Vì trường đã cất công đến đây đón tôi rồi. Nên sau khi nói chuyện với Tâm xong. Tôi đành nhờ anh ấy đưa mình trở về bệnh viện. Trong quá trình di chuyển. Tôi cũng cố gắng giải thích về việc làm của Tâm. Những tưởng là anh ấy có thể hiểu được. Ai ngờ lúc chuẩn bị mở cửa xe anh ấy lại kéo tôi lại ôm thật chặt sau đó thì thầm nói bên tai nam đừng vạch rõ ranh giới với anh như vậy được không em cần thời gian bao lâu cũng được anh sẽ chờ mà em muốn nuôi bình bình chúng ta sẽ nuôi thằng bé em thích cái gì anh cũng có thể cố gắng làm anh trường những gì em muốn nói em đều đã nói hết rồi anh đừng như thế này em không lẽ mấy năm nay biểu hiện của anh không đủ để em xung động hay sao Tôi tách người khỏi trường, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Anh về đi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa." Nói xong, tôi không đợi trường trả lời, dứt khoát xoay người mở cửa đi vào cổng. Có điều lúc bước đến hành lang, tôi đã bị một bàn tay kéo mạnh ra một góc. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn rõ người đó là Khiêm thì muốn giằng tay ra nhưng không được. Ngược lại còn cảm thấy vùng da thịt ở cổ tay như bị bóp nát. Anh làm cái gì vậy? Nghe tôi hỏi vậy, bàn tay Khiêm vẫn nắm thật chặt cổ tay tôi như trước, vùng vẫy thế nào cũng không được. Anh đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi, lát sau mới mở miệng, nói gần từng chữ. "Có vẻ em vẫn không để lời nói của tôi vào tai nhỉ. Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì hết, anh muốn cắn dại thì tìm người khác mà cắn, bỏ tôi ra. Nếu em có suy nghĩ muốn đến với thằng đó thì tốt nhất dẹp ngay cho tôi." "Bằng không?" Đừng trách tôi ác độc Em cũng biết là tôi có nhiều mánh khóe như thế nào rồi đấy Trong lòng tôi chợt có gì đó cuộn lên Ê ẩm đau Những lọn tóc đen bị mềm Sau một hồi giằng co cũng dính vào mặt Nhưng tôi không hề độc đậy Lúc này tôi dường như đã mất đi mọi cảm giác Ánh mắt vô cảm hướng vào trước mặt khẽ nói Phan cảnh khiêm Dừng lại sự tra tấn này đi Là tôi nợ anh Tôi đền mạng cho anh Chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Khiêm, là tôi nợ anh, anh muốn mạng tôi, tôi đền cho anh. Chúng ta đừng giày vò nhau nữa được không? Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Vào giờ khắc này, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho trái tim này bớt đau hơn, bớt khổ sở hơn. Thế nhưng những gì tôi càng muốn thì Khiêm lại càng không cho phép, anh bảo tôi Nà, em nghĩ tôi cần mạng của em sao? Không phải, tôi muốn em nếm trải cảm giác đau khổ cùng cực 8 năm qua mà tôi phải chịu. Tôi muốn em biết được để có ngày hôm nay, tôi đã khổ sở biết bao nhiêu. Vui lắm sao? Hành hạ tôi như vậy, anh thấy vui lắm sao? Nếu em chịu nghe lời tôi, thì chúng ta đâu đến mức như thế này. Cô bé ngốc, đối đầu với tôi thì em được cái gì chứ? Em thừa biết bản thân em lúc này không phải là đối thủ của tôi rồi còn gì. Lời nói này của Khiêm giống như là cưng chiều, nhưng lọt vào tai tôi của bây giờ đều không còn thấy ấm áp nữa mà càng khiến cho tôi run sợ hơn. Lòng ngực này trước kia tôi đã dựa vào biết bao nhiêu lần, đã cho tôi biết bao nhiêu sự ấm áp và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng tất cả vỡ nát, bây giờ làm sao hẳn gắn được. Chúng tôi không thể quay lại như ban đầu, cũng không thể dứt ra được khỏi nhau. Người nọ hành hạ người kia khiến cho trái tim túa máu. Tôi thật sự không muốn như thế này. Không thấy tôi nói gì, khiêm khẽ đưa ngón tay của mình lên lau giúp tôi giọt nước mắt. Sau đó thì thầm nói tiếp. Được rồi, không phải em đến thăm cháu em sao? Để thằng bé nhìn thấy mắt em sưng thế này, nó sẽ tưởng là em bị đánh đó. Anh đi về đi, tôi vào trước đây tôi vào cùng em, không cần. Em có chắc là em khiến tôi thay đổi ý kiến? Đúng là bây giờ những lời tôi nói đối với Khiêm không có chút trọng lượng nào. Vì thế cuối cùng tôi đành mặc kệ để cho anh muốn làm gì thì làm. Thật ra tôi cũng nghĩ Khiêm cũng chẳng thừa hơi mà đi theo tôi, một phần vì anh rất ghét bệnh viện, một phần là anh cũng không thích cô Bình vì thằng bé là con của chú tôi thêm một phần nữa là anh bận với những cuộc gặp mặt với đối tác thế nhưng suy đoán lần này đều sai bởi vì khiêm không những quyết tâm đi theo tôi mà còn gọi cho thư ký của mình mang đồ ăn đến lúc nhìn thấy thư ký của anh hớt hải chạy lại với một túi đồ ăn lớn tôi bất giác hỏi khiêm anh làm cái gì vậy buổi tối chưa ăn gì tôi gọi đồ để lát chúng ta cùng ăn luôn yên tâm đó đều là những món em thích ý tôi không phải là như thế tôi tôi cắn môi định nói thêm mấy câu nhưng lúc này điện thoại lại đổ lên từng hồi chuông rồn rập là bác sĩ của cu bình gọi đến họ bảo với tôi là tên hải lại tìm đến phòng bệnh gây sự hiện tại không ai ngăn cản được nghe những lời ấy tôi không để ý gì đến khiêm nữa chạy lao người đi lên phòng bệnh của bình bình lúc này ở trước cửa phòng thằng bé mọi người đang tụ tập rất đông tôi chen vào không được nên đành phải túm lấy một người ở gần đó hỏi rốt cuộc là có chuyện gì ở đây vậy? Tôi không biết, hai vợ chồng nhà đó cãi nhau, càng ngày càng gai gắt. Bác sĩ và y tá vào khuyên nhưng không được. Bây giờ anh ta lôi vợ mình vào phòng đóng kín cửa rồi, lại còn chốt trong. Tôi chỉ sợ họ làm liều. Mẹ kiếp. Tôi chửi thầm một tiếng, cố tách dòng người đi vào. Quả nhiên lúc này cánh cửa phòng đã chốt lại. Bên trong là cu bình và kiều. Tên Hải có đánh cô ta mấy cái, chửi lên những tiếng thật lớn. Tôi chạy lại mở cửa không được. Quản lý thì chưa thấy mang chìa khóa đến. Xung quanh anh cũng nhao nhao càng khiến cho tâm trạng bị đẩy xuống đáy vực. Tôi nghiến rằng đập mạnh lên cửa. Hải, anh mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi. Anh có biết đánh nhau ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật không hả? Tao đánh vợ tao, chúng mày làm được gì tao? Cút hết cho tao. Theo luật hôn nhân gia đình, khi anh đánh vợ anh, vợ anh hoàn toàn có quyền kiện anh ra tòa. Tới lúc ấy, mức phạt anh đối diện không chỉ là hành chính, mà là án hình sự. Tôi khuyên anh muốn làm cái gì tốt nhất nên dùng cái đầu để suy nghĩ. Đừng có xử lý một cách ngu xuẩn. Mẹ kiếp, chúng mày đừng có lôi cái luật ra đây dọa tao. Chuyện vợ chồng nhà tao thì chúng tao tự giải quyết. Còn muốn bắt tao vào tù, vậy thì đừng trách tao cá chết lưới rách. Sau tiếng quát của Hải, cu Bình càng khóc lớn lên, liên tục cất giọng gọi tôi, tôi nhìn thằng bé bị gã ta túm lấy gáy ném trở lại giường mà lòng đau như cắt nghiến răng được chuyện vợ chồng anh thế nào tôi không quan tâm nhưng anh phải thả cu bình ra thằng bé bị bệnh không chịu được kích động anh hiểu không hả muốn nó ra với máy cũng được thôi tao để nó ra nhưng ngày mai phải đồng ý với tao một chuyện bằng không đừng hòng tao mở cửa anh muốn cái gì hải tốt nhất là anh đừng động đến thằng bé bằng không anh có ở cùng trời cuối đất tôi cũng không tha cho anh đâu Mày không phải dọa tao Đời tao bây giờ cái gì cũng không còn Nếu mày không đáp ứng Thì tao tiễn luôn chúng nó xuống địa ngục với tao Để tao xem lúc ấy còn ai có thể Đe dọa tao nữa Người bình thường nếu nghe những lời tôi nói Phần lớn sẽ cảm thấy sợ hãi lung lay Bởi vì chẳng ai muốn cả đời này Phải sống trong ngục tù cả Thế nhưng lúc này Hải lại khác Hắn ta điên thật rồi Hắn ta dường như bị dồn vào đường cùng rồi Cho nên nếu bây giờ tôi không đáp ứng hắn thì hắn nhất định sẽ gây thương tích lên người cu bình. Thêm nữa, bệnh tình cu bình của bây giờ mỗi ngày một xấu. Nếu chịu quá nhiều kích động cũng sẽ nguy hiểm, lúc ấy mọi chuyện sẽ tồi tệ đi rất nhiều. Hít vào một hơi thật sâu tôi bảo, bây giờ anh muốn cái gì tôi đáp ứng với anh, nhưng trước mắt anh bỏ dao xuống, đừng dọa thằng bé sợ hãi. Hai tỷ, tao cần hai tỷ, mang hai tỷ đến đây tao sẽ thẳng thẳng cháu này ra còn không thì đừng hòng hai tỷ là con số lớn anh cần ngay tôi không thu xếp kịp hay là bây giờ anh cứ thả thằng bé ra trước chúng ta nói chuyện được không tao nói rồi có tiền tao an toàn rời đi thì nó cũng bình an mày đừng tưởng mày lừa được tao lũ luật sư chúng mày nhiều bánh khóe tao còn lạ gì nhưng mà tôi thật sự không thu xếp được hay bây giờ anh mở cửa sổ ra Tôi đưa cơm cho thằng bé ăn Để nó uống thuốc đã được không Thằng đại gia bao mày không phải rất nhiều tiền à Mày ngủ với nó một đêm thì bao nhiêu chẳng được Phỏ rẻ sách Mà tưởng mình cao sang à Anh Những lời của hắn Nghe qua cực kỳ khó nghe Tuy nhiên lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào Mà để tâm đến Bởi tất cả lúc này không gì Quan trọng bằng cu bình được Tôi định nói thêm mấy câu Nhưng lúc này bất chợt bên cạnh xuất hiện bóng dáng của khiêm sắc mặt anh vẫn bình tĩnh cũng chẳng hỏi tôi hay an ủi tôi mà chỉ đưa tay lên gõ vào tấm kính mấy hồi sau đó nói tao cho mày 2 tỷ thả thằng bé ra tiền trao cháo múc tao bây giờ lép vế chúng mày đừng hỏng dụ tao ra được 2 tỷ với một chiếc xe có thể lái đi bất cứ nơi nào anh muốn như thế này đã đủ thành ý chưa Vậy chúng mày chuẩn bị cho tao Nhìn thấy xe, nhìn thấy tiền Tao sẽ thả nó Khoan đã, tao còn muốn một căn nhà Địa chỉ tao sẽ cung cấp cho mày sau Không được Khiêm lạnh lùng từ chối Và đương nhiên câu trả lời này của anh Làm cho Hải điên cuồng hơn Quay sang tát cô mình một cái Làm cho thằng bé khóc ré lên Tiếng khóc của nó làm tôi càng như rơi xuống vực thẳm Quay sang nhìn anh cầu cứu Thế nhưng tôi dù có bày ra vẻ nào thì anh cũng không hề mảy may để ý, vẫn lạnh lùng nói. Lấy một thằng bé bệnh tật ra để uy hiếp, mày tưởng là tao sẽ đồng ý bất cứ giá nào với mày à? Thật là ngu xuẩn. Nếu thế thì đừng hòng tao thả nó ra, chúng mày cứ chờ dọn xác nó đi. Từ trước đến nay tao không thích người khác đe dọa mình, mày nghe cho rõ đây, nếu mày còn muốn lấy tiền và xe thì thả thằng bé ra. Còn nếu không muốn thì mày giết nó cũng được dù sao nó cũng chẳng sống được lâu cuộc đời mày hoặc là ngồi tù hoặc là tự sát cuối cùng mày chẳng có được cái gì hết mày những lời khiêm nói thật sự khó nghe độc miệng nhưng lại thành công khiến cho tên hải kia lùng lại hắn buông kiều ra khỏi sách cu bình đi lại phía cửa đe dọa vậy bao giờ thì tao có tiền lúc nào cũng có mày biết đấy thứ tao không thiếu nhất chính là tiền vậy thì mày chuẩn bị xe cho tao khi tao lấy được xe rồi Tao sẽ thả nó Còn nữa bảo bọn kia tản hết ra Đừng có chen lớn ở đây Những người khác suy cho cùng Cũng chỉ là hóng hớt Nên chẳng ai muốn liên lụy gì kẻ điên là Hải Thành ra khi nghe hắn nói xong Tất cả đều tản đi ra ngoài Cả tôi với Khiêm cũng phải tránh đi Lát sau Hải từ từ mở cửa Đưa Bình ra ngoài Thằng bé mặt mày trắng bệch Phía kim truyền ở tay cũng dớm máu Hai mắt sưng vù lên vì khóc Má cũng đỏ ửng Thấy tôi nó gào lên Gọi trong tuyệt vọng Tiếng gọi xé lòng ấy Làm tôi chỉ muốn lao lên dẳng lại về phía mình Nhưng lại không thể Vì Hải hiện tại đang dùng dao uy hiếp nó Hắn ta đi lùi về phía sau Chúng tôi bước theo một bước Là lưỡi dao lại gỉ mạnh vào thêm Trong mấy lớp da đã dỉ máu Tôi muốn ngăn khiêm lại nhưng bây giờ anh không còn để lời của tôi vào tai nữa Mà ngược lại còn cười nhạt nói Thả thằng bé ra sau đó đi đi Tiền đâu? Mày nói mày sẽ đưa tiền cho tao thế tiền đâu? Mày nghĩ xem tao có đưa tiền cho mày không? Mày lừa tao, mẹ thằng chó, mày dám lừa tao Đôi mắt hải long lên sòng sọc Lưỡi dao dí mạnh hơn Tôi nhìn cu bình sợ đến mức chân mềm nhũn Luống cuống túng lấy tay khiêm Cầu xin anh nghẹn ngào anh đưa tiền cho anh ta đi được không? đừng để anh ta hại thằng bé. sau này anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi làm hết, làm ơn. những lúc như thế này em nên vận dụng cái đầu luật sư của mình để suy xét tình huống. em thử nghĩ xem, nó có thoát ra khỏi đây được không? anh báo công an. có lẽ giờ họ đã đứng đầy ở dưới cổng rồi. sang lại báo công an, ai cho anh báo? anh có biết khi một kẻ bị dồn vào đường cùng, thì hắn ta sẽ không cần gì nữa không hả? Hay anh đã biến thành một kẻ máu lạnh giống anh trai anh Không cần thiết đến mạng sống của người khác Em cầm mồm cho tôi Anh mới là người cầm mồm đấy Khiêm anh có biết Cuộc đời này của tôi chỉ còn duy nhất thằng bé là người thân Nó là máu mủ của chú tôi để lại Tôi có thế nào cũng được Nhưng thằng bé thì không được làm sao hết Tôi không cho phép Tôi khóc lóc nhìn khiêm Nước mắt lăn dài trên má Anh cao mày nhìn tôi chửi thề một tiếng Sau đó không nói không rằng Gạt tay tôi ra khỏi rút từ trong ví của mình ra một chiếc thẻ đưa lên nói với Hải. Trong này có 3 tỷ, tao cho mày. Làm sao tao biết được trong đó có tiền, mày đừng tưởng là mày lừa được tao. Tao có thể cho mày xem tài khoản, hoặc là tao có thể chuyển vào tài khoản của mày. Mày chọn đi cách nào. Đưa thẻ của mày cho tao cũng được, ném lại đây. Khiêm gật gù không hề nghĩ ngợi búng chiếc thẻ về phía mũi giày của Hải. Hắn ta vội vã cúi xuống nhặt nhân cơ hội ấy khiêm lao nhanh lên như một cơn gió đạp cho hắn một đạp đồng thời kéo cu bình đẩy về phía của tôi thằng bé lúc này sợ đến mức tái mét cả mặt hơi thở yếu ớt làm tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa chỉ biết lai like con liên tục cõng thằng bé đi gặp bác sĩ để cấp cứu tình hình này thật sự nguy cấp tôi không được đi vào trong cũng không nhận được bất kỳ một lời khẳng định nào của ekip họ bảo với tôi họ sẽ cố gắng hết sức nếu không may mọi thứ không được như mong muốn thì xin tôi cũng đừng buồn lúc nghe những lời ấy tôi cố gắng không nháo loạn không nổi điên nhưng chỉ có tôi biết là trong tim tôi đang đau đến mức như thế nào tôi thật sự rất sợ rất sợ sợ nếu thằng bé không qua khỏi chú của tôi có lẽ sẽ thất vọng về tôi lắm các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.